tên là cô Dung, cứ nói cô Dung vậy là chú Nghĩa biết à. Cô Dung nha. Cô Dung nói hiện tại cô Dung hay gọi chú Nghĩa bằng anh Tám mà, nói vậy là biết. Dạ. Để cô nói tiếp lời. Rồi cái là đang tìm hiểu với nhau chứ cũng không phải dội vàng, đang trên đoạn đường tìm hiểu thì đụng ra một cái là cô bị bệnh con mắt. Bị bệnh con mắt rồi cái cũng đang tìm hiểu, rồi cô cũng buồn rồi cũng đang tìm hiểu, tự nhiên đụng một ngày cái là cô coi trên clip là chú Nghĩa cưới vợ. Dạ. Và cưới vợ xong rồi cái cô cũng có cái phần hơi buồn trong bụng. Cái là cô mới xóa số của chú hết, xóa số mới sạch hết. Cô còn liên lạc cũng như mình cũng thôi, giờ anh có vợ rồi, lỡ như mà còn rồi lỡ mình điện rồi vợ anh biết rồi nó cũng không hay cho anh hay khi nọ nữa, thành ra cô xóa hết. Dạ. Thì bây giờ từ cái chuyện hợp hai chú Nghĩa vậy rồi bắt đầu cô mới nghe nó lùm xùm vậy nè. Dạ. Rồi ý là cô cũng điện thoại lại chú Nghĩa để hỏi chuyện đúng. Nhưng mà giờ nhận cái lời số của cô xóa bất cứ đâu, cô không biết. Dạ. Cô không biết để cô cũng tìm hiểu để thật sự trong lòng cô thì con thấy như vậy á, nếu mà chú Nghĩa mà thật sự mà chia tay thật sự rồi á thì con mới nói thật sự nha. Dạ. Thật sự rồi á thì nếu mà chú Nghĩa mà có ấy thì cứ tìm hiểu với cô lại để mà hai người đến với nhau thật, cái đó là thật sự trong lòng cô muốn nói như vậy. Dạ. Mà nói thật lòng. Dạ. Mấy giờ cưng cho cô ơi. Không, bây giờ cô ơi. Cô ơi. Đi rồi cô điện thoại cô nói chuyện. Cô con dạ. Hỏi cô vấn đề này tí xíu ha. À, trước khi mà chú Nghĩa với cô Dân đến với nhau á, là chú Nghĩa đã đến với cô, quen biết với cô rồi hả? Chỉ quen trên tình bạn thôi. Dạ. Hiểu không? Đang trên tình bạn tìm hiểu. Là đang tìm hiểu đúng không? Đang tìm hiểu là cô có mời chú Nghĩa tới phòng trọ của cô. Dạ. Là cũng có ăn bữa cơm. Dạ. Đang tìm hiểu. Rồi mấy bữa đó xong rồi cô bệnh mắt, cô còn nói cho cô còn điện cho chú Nghĩa à, lỡ mà bác sĩ cho nhập viện thì em nhờ anh tới, ví dụ anh nuôi em trong bệnh viện vài ba ngày. Chú Nghĩa cũng có nhận lời, thì lúc đó cô nghĩ chú Nghĩa chưa có gặp cô Vân. Dạ. Cũng nhận lời xong rồi cái bắt đầu cái cô có trả lời cô nói, ờ bác sĩ ở làm có nhập viện rồi anh cũng mừng, rồi cũng hai anh em cũng liên lạc qua ngày vậy đó. Dạ. Đó, rồi cái bắt đầu để chú Nghĩa hỏi, bữa đó chú Nghĩa hỏi thật lòng là cô Dung có tình cảm có thương chú Nghĩa không, thì cô mới trả lời vậy nè. Cô mới nói á là mến thì có mến, tôn trọng thì có tôn trọng, nhưng còn nói cái tiếng thương thì chưa trong lòng là chưa có thấy thương được, tại vì mình con đang tìm hiểu. Cô có trả lời vậy, có sao cô nói vậy. Rồi cái đồng một ngày cái biết tự nhiên cô coi clip và thấy cô điện cái chú Nghĩa không tại mãi, cái cô coi clip và thấy chú Nghĩa đi cưới vợ đó. Rồi cái bắt đầu thôi cô xóa số luôn đó, thành ra giờ cô thấy vậy cho nên cô muốn tìm lại cái số đó để mà con giống như cô tâm sự với đây chú Nghĩa lại. Dạ. Có nghĩa là cô với chú Nghĩa là có chú cô có hơi tình cảm với chú Nghĩa đúng không? Nó không phải là tình cảm giống như tình bạn thôi, nhưng mà nó hơn tình bạn chút thôi. Dạ. Mà về tình yêu thì chưa có. Dạ, nó cô nói vậy. Dạ, nói chung trước là nó hiện ra tình cảm nó cũng đang nảy nở, nói chung là vậy đi. Trước đó có, nhưng mà trước đó là chưa có nảy nở, cũng như trên tình bạn đang. Dạ. còn qua cái sự nghiệp mà chú Nghĩa lên sùm với vợ về, rồi cô ngập nghĩ lần đầu từ hôm nay cô coi clip nào cô cũng có coi. Dạ. Rồi cô thấy cô hôm bữa mà một chút tình cảm về chú Nghĩa, thấy bây giờ là cô cũng thấy có chút tình cảm. Ờ. Cho nên cô bây giờ cô muốn xin số điện thoại để cô tâm sự, cô nói chuyện đồ qua lại đồ gì đó mà. Dạ thì hiện giờ thì cô đang ở ngay chỗ ngã tư Bà Điểm, là cái đường Phan Văn Hớn đó, ngay tại ngã tư Bà Điểm. Dạ. Nhà con thì gần đó. Bây giờ con hỏi cô với vấn đề này tí xíu. Cô thuộc về là quận 12. Dạ thì con giờ con hỏi cô tí xíu việc ha, được không? Bây giờ cứ nói chuyện con đây hết điện thoại con nạp cho cô. Cô hết tiền rồi, cô còn mấy chục ngàn. Thì bây giờ cô gọi đi tụt đi tí nó con nạp cho cô, một tí con ghé nhà cô con đưa tiền cho cô cũng được nữa, không sao hả? Thôi không có gì đâu, gọi làm gì vậy? Không sao đâu, cái nghề này nghề của anh em con mà. Được rồi, kinh được rồi, kinh đến nói thì nói đi, nào hết tiền cái đó. Dạ. Thì bây giờ mà cô lại muốn kết nối là lại với chú Nghĩa để tâm sự đúng không? Bây giờ cô là dạ. Với điều kiện gì nè, với điều kiện là cô muốn kết nối làm quen lại, nhưng mà với điều kiện là chú Nghĩa phải giúp khẳng với bên kia rồi cô mới dám nha, chứ để không mấy lần cô mang tiếng nhiều lắm nha. Dạ. Vậy nếu mà có như nếu mà chú Nghĩa không còn vợ chồng nữa thì cô mới dám lên tiếng để mà ấy lại, còn không có thì
nếu mà còn còn lưu hương với vợ thì cô cũng dám. Dạ chấm dứt, chấm dứt rồi. Để cô, cho nên cô mới xin số điện thoại để cô hỏi qua ý kiến tận 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 miệng của chú Nghĩa trả lời cô mới an tâm. Dạ. Cô sinh năm mấy cô? Cô ạ, cô thì cô tuổi Tỵ á. Cô 59 tuổi. À, 59 đến 60 vậy là chú Nghĩa lớn hơn cô có mấy tuổi thôi à? Lớn hơn 10 tuổi. Dạ. Thì hiện tại bây giờ cô nói chung là cũng giống là hơi buồn buồn ha. Hơi buồn buồn chú Nhớ Nghĩa. Thì tìm hiểu cô với tiền. Tại vì trên đồng đi là đang tìm hiểu, đang tình bạn bè thôi, nhưng mà cũng như tìm hiểu qua lại. Mà không ngờ bà Văn này lên thổng tay trên cô hả? Rồi bà này. Đồng cái là chú Nghĩa đi cưới vợ, để cô nghe cô cũng buồn buồn, tức vẫn nghe cô. Dạ tại tại cái chuyện này con nói cô nghe nè, cái chuyện này là do bà Văn. Bà tự động bà tìm đến chú Nghĩa và phỏng tay trên cô luôn. Cái bà này không được rồi, bây giờ bà ôm vàng bà trốn luôn rồi. Rồi đâu có, đừng có nói tầm bậy vậy. Cô không có nói bản gì thì cái chuyện không, cái này con nói mà. Cô cũng có nói thật với chú Nghĩa, chú Nghĩa hỏi có thương chú Nghĩa không, thì cô cũng có nói thật. Cô nói á, quý thì có, mến thì có, tôn trọng thì có. Anh em mà cũng như thấy chú Nghĩa đàng hoàng thì cô có tôn trọng, có quý. Nhưng mà còn cái tình cảm thì chưa, cô cũng có trả lời vậy. Thì thành ra là cô Dân là lên là như vậy, thành ra chú Nghĩa mới nhận lời. Chứ nếu mà cô nói cô yêu chú Nghĩa này kia là chắc gì chú Nghĩa đã cưới cô Dân, biết không? Dạ. Chú Nghĩa cũng có hỏi, rồi cô cũng có trả lời vậy. Tại vì thật sự đang tìm hiểu là cô đang phân vân, với là cô đang bị bệnh mắt của cô, cho nên cô cũng buồn lắm, cô phân vân, cô không có quyết định. Mà hôm nay là mắt cô bớt nhiều đồ, bớt được 50% rồi. Dạ. Lịch trình vậy rồi cô gặp nghĩ lại rồi cô cũng thấy cũng thương, cũng tội nghiệp cho chú Nghĩa đã là vậy đó, cho nên cô muốn xin số điện thoại. Dạ. Thôi để con kết nối cho cô với chú Nghĩa ha. Bây giờ cô muốn gặp trực tiếp với chú Nghĩa không? Thôi chắc là chú Nghĩa không muốn gặp mặt cô đâu. Đây không, tại vì hiện tại cho số điện thoại đi, cô nói chuyện trước đi rồi bắt đầu rồi nói chuyện trước đi. Dạ. Cho ấy đi rồi chứ còn giờ tự nhiên nhà chắc chú Nghĩa không gặp đâu. Tại vì con mới vừa chia sẻ, con đang ở nhà chú Nghĩa, ở gần chỗ chú Nghĩa bán nè. Cô muốn đi tới đó mà do con mắt của cô nó còn yếu quá, từ hồi thấy cô luôn muốn đi mấy lần đó, nhưng mà nhặt nổi là qua mấy cái cầu chỉ đỡ, mắt cô còn yếu quá, đi xe cô sợ. Cho nên cô cũng muốn tìm số điện thoại cô xin. Thì giờ trước tiên thì em làm ơn cho cô xin số điện thoại đi, cô nói chuyện đi, còn cái gì cách nói thì tính sao, được không? Dạ, bây giờ con tí nữa con chạy lại đó con gọi điện cho cô nói chuyện với chú Nghĩa. Và cô hôm nào muốn lên gặp trực tiếp với chú Nghĩa thì con chở lên nhà chú Nghĩa, tại vì con cũng ở gần nhà cô đó. Không, cho số điện thoại được hả? Không, tại vì con không biết, không có số, thật sự không có số. Con có anh em người ta gửi vị trí, con chạy lại đó thôi. Dạ, hoặc là một tí nữa con tới đó rồi con xin số điện thoại của chú Nghĩa. Vậy tại vì con cũng tôn trọng chú Nghĩa cho nên là con không cho số điện thoại ai. Cái đó là cô cũng thông cảm giùm con. Đúng rồi, ví dụ cho cô nói lại lần nữa, ví dụ con có lợi đó đó, cô có hỏi là chú Nghĩa ơi, giờ cô Dung mà ở Sức Thế Thượng thì kia là bạn của chú á. Dạ. Cô xin số điện thoại, chú có đồng ý không? Nếu mà chú đồng ý thì cho, không đồng ý thôi nha, đừng có làm rồi, phiền. Bây giờ mà nha. Dạ, bây con giờ ngại ví dụ đó lắm nha. Cô ơi, bây giờ con nói nghe nè, bây giờ chú Nghĩa với chị Dân đó đã chia tay rồi. Mà bây giờ mà cô tự nhiên giờ bây giờ chú Nghĩa tìm hiểu với cô đi, bà lỡ vô là bà Dân bập cô sao? Bảo vậy đó, cô cũng ngại. Thì đó sợ bập, kéo tới nhà bập bập banh chành luôn đó. Tai tiếng dữ lắm, tai tiếng dữ lắm, cô sợ lắm. Cho nên là con cứ hỏi giùm chú Nghĩa, bây giờ cho số điện thoại để mà tìm hiểu nhau một thời gian đi, rồi từ từ ngắn thôi, rồi từ từ hãy tính. Tại vì vợ chồng người ta mới có còn mới đó. Dạ. Giờ này là mình nó không có hay ho gì hết á. Dạ đúng rồi. Hiểu ý cô nói không? Đó, hiểu dạ. Ý cô nói không hay ho. Cho nên giờ cô muốn là cũng như là tìm hiểu từ từ, nhưng mà biết số điện thoại để nói chuyện tìm hiểu đồ thêm vậy thôi. Dạ. Đó chứ mà giờ, bây giờ mình tự nhiên một hai ngày nữa cô lại cô nói chuyện đồ này nọ, mà sợ con sợ cô Dân tìm tới nhà cô rồi bụp nhau nảy lửa mà công nữa sầm nữa. Đó không có hay. Ừ đó, cô cũng không có cách gì đâu, giờ cô muốn nói chuyện qua lại với lại chú Nghĩa được trên điện thoại vậy thôi. Dạ. Hỏi thăm đồ coi có khỏe không vậy thôi, với buôn bán đồ thôi. Trên dạ. Nghĩa là bạn bè anh em thôi nha, chứ không có là học cô có tính xa đâu. Nói chung là hiện tại bây giờ tìm hiểu là bạn bè đi, từ từ tình cảm sinh sôi nở rồi tính sau ha cô ha. Đó, từ từ mới có tình cảm. Dạ, đúng còn rồi. Là cũng như mình đang thấy ổng vậy đó nè, mình hỏi thăm đồ tâm sự, tại trước giờ cũng vẫn là bạn mà.
thì dạ. Ví dụ mà bây giờ chú Nghĩa có quay lại với cô Dân thì cô cũng vẫn là bạn, cũng vẫn hỏi thăm được chứ đâu có gì đâu. Dạ. Chứ mình đâu có đi vô phá hoại người ta cái gì đâu, người ta cũng là còn là vợ chồng mà. Dạ. Nhưng mà đâu trên vậy thôi, như đâu có giấy tờ đâu gọi là vợ chồng đâu. Bây giờ chú Nghĩa cũng là hai người chia tay hết rồi. Phải tôn trọng người ta cũng có đám cưới hẳn thôi này kia nọ, mình phải tôn trọng. Mình đừng có làm kiểu đó, tại vì cô nay cũng gần 60 rồi, mình đắp đến kiểu đó mà chịu ý cho cô cũng ngại lắm. Dạ. Dạ. Hay chừng nào mà ví dụ mà con biết được số của chú Nghĩa là con điện làm dịch cho cô để con cô cảm ơn nhiều. Dạ, rồi ok cô, chúc cô luôn rồi, sức rồi. Khỏe ha. Dạ bye bye cô. Dạ.